vào cuối tháng 5 vừa qua, MLB Zinedine Zidane đã bất ngờ chia tay Real Madrid sau 2 năm rưỡi gắn bó. Zidane cũng khẳng định ông sẽ nghỉ ngơi một thời gian, không tham gia vào công việc huấn luyện với bất kỳ một câu lạc bộ nào. Tuy vậy, phía MU sẽ làm mọi cách để thuyết phục Zidane sớm trở lại công việc trong trường hợp phải sa thải Mourinho. Quan hệ giữa Mourinho và lãnh đạo MU thời điểm này đang rất xấu bởi bất đồng về vấn đề chuyển nhượng. Mọi thứ trở nên tệ hơn khi kết quả các trận giao hữu trước mùa của MU không được như mong đợi, mặc dù họ vừa có chiến thắng 2-1 trước Real Madrid. Chưa hết, Mourinho còn khiến nhiều học trò ức chế vì liên tục chỉ trích họ, từ những trụ cột Antonio Valencia, cầu thủ trẻ Anthony Marshall cho đến các ngôi sao đang được nghỉ bù, Pogba, Lacazette, Firmino sau World Cup 2018 trong mắt nhà cái. Mourinho đang đứng đầu danh sách MLB đầu tiên bị sa thải tại ngoại hạng Anh 2018/19 với tỷ lệ 4-1. Tiếp đó là Rotherham ngày 7-1, The Vigasia ngày 7-1, Rafael Benitez ngày 10-1 và Matt Hughes ngày 12-1. 2. Real Madrid đang